Ở đây là mình có 200 g sữa tươi. Mình cho vô đây một muỗng men. Men là bánh mì á. Tiếp theo mình cho vô 100 g đường. Rồi xong mình để cho cái phần sữa với men với đường này nghỉ 10 phút nha, cho nó nổi lên rồi mình làm tiếp. 10 phút sau thì men của mình nó nổi lên như thế này nè. Đó là mình sử dụng được nha. Rồi ở đây mình có là 400 g bột mì số 8. Bột mì hình trái táo màu đỏ. Rồi giờ mình đổ phần sữa với men với đường này vô nha. Rồi bây giờ mình nhồi bằng tay nha. Rồi mình nhồi một lúc thì mình sẽ được cái khối bột nó dai như thế này nha. Rồi mình dùng bao mình đậy lại, mình để cho nó nghỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau mình mới làm tiếp nha. Rồi mình dùng bao mình đậy lại, mình cho nó nghỉ một tiếng đồng hồ nha. Ở đây mình có nấm mèo nha. Nấm mèo mình ngâm nước khoảng 30 phút đến một tiếng đồng hồ cho nó mềm ra nha. Ở đây mình có củ sắn, củ bự vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ bào cho nó bào sợi ra, rồi mình vắt khô nước nha. Bào củ sắn xong bây giờ mình vắt nó, vắt cho nó khô hết nước luôn. Đó, mình vắt cho nó khô hết nước. Rồi nấm mèo mình ngâm xong mềm rồi, giờ mình rửa sạch nha. Rửa sạch xong rồi mình cắt sợi. Cắt sợi xong mình cắt nhỏ. Cắt sợi về xong rồi mình cắt nhỏ ra. Mình cho dầu ăn vô trong chảo, xong mình phi tỏi nha. Rồi tỏi thơm lên mình cho nấm mèo với củ sắn vô. Mình nêm vô một muỗng cà phê hạt nêm chai nha. Muỗng mà không có đầy nha mọi người. Mình thêm chút xíu đi, không có đầy nha. Nửa muỗng ngũ vị hương. Nửa muỗng bột ngọt. Khoảng một muỗng cà phê đường nha. Tiếp theo mình cho vô 2 muỗng cà phê tiêu. Đều lên. Rồi mình xào nó với lửa nhỏ vừa nha. Rồi mình xào đến khi cái củ sắn mình nó chín là được. Rồi mình cứ xào lửa nhỏ vừa cho đến khi củ sắn nó chín và nó hơi khô lại một chút xíu là rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thêm 1 đến 2 muỗng cà phê tiêu vô đây nữa. Mình tắt lửa rồi nha. Thêm tiêu vô để trộn lên cho nó thơm.
Rồi cái bột của mình để được 1 tiếng đồng hồ nè, thì nó nở bự ra vậy nè. Đó, bây giờ mình nhồi nó lại nha. Lại xong mình chia bột ra rồi mình tạo hình luôn nha. Mình chia ra làm 8 hay là 10 gì cũng được nha. Xong mình nhồi từng cục lại nha. Rồi mình nhồi từng cục xong, mình lấy bao mình đậy lại, mình cho nó nghỉ 5 phút nữa rồi mình bỏ nhân vô nha. Rồi 50 phút sau thì cái bánh bao của mình nó cũng nổi lên như vậy nè. Đó. Rồi bây giờ mình tráng cái cục bột của mình ra. Rồi cán mỏng ra xong mình cho cái phần nhân lên nha. Mình cho một ít cái phần nhân lên. Với lại một góc tư cái trứng vịt, mình quên mua cái trứng cút rồi. Khóa nó lại. Rồi mình gói nhân xong mình cho nó vô cái xửng hấp như thế này nha. Rồi mình để nước sôi lên rồi mình bỏ cái bánh bao này vô mình hấp. Mình hấp trong vòng 30 phút là bánh bao mình nó chín nha. Nhớ là đậy nắp hấp lửa lớn trong vòng 30 phút là bánh bao mình nó chín. Để thưa thưa đây vậy nè. Rồi mình sẽ hấp trong vòng 30 phút hấp lửa lớn nha. Trong vòng 30 phút là bánh bao mình nó sẽ chín. Rồi đây là cái dĩa bánh bao mình vừa mới làm xong nè. Đó, mình hấp 30 phút nha. Mình hấp 30 phút. Đậy nắp và mình hấp là lửa lớn nha, lửa lớn nhất á. Rất là ngon luôn. Cái này mình có bỏ cái trứng muối vô nữa. Rất là dễ làm. Mình làm bằng bột mì số 8 có hình trái táo màu đỏ. Tất cả các công thức làm bánh của mình đều là làm bằng bột mì đó hết. Kể cả bánh mì, bánh pizza gì cũng làm bằng cái bột mì đó hết. Nó ra cái chất lượng bánh nó khá là ngon. Rất là dễ làm nha mọi người mà còn ngon nữa.